Chú nhà sẽ là một nàng ca sĩ rất xinh đẹp và tài năng. Đặc biệt, chơi nhạc cụ rất đỉnh. Dạ, chơi nhạc sáng cụ gì nè? Rất là nhiều. Trống, guitar, sáo, trúc, đàn bầu, đàn cò. Hơi quá rồi đó. Rất nhiều thể loại nhạc cụ. Xin mời nữ ca sĩ Thái Trinh. Thường á, mời sao ra. Em ra cái tướng kỳ vậy. Người ta đi rất là hùng dũng, hiên ngang. Xem đi tướng sang dữ vậy cưng. Em chuẩn bị bước ra với một tâm thế rất là tự tin hãnh diện. Xong tự nhiên cái chị liệt kê em một đống. Anh cũng rất hiểu thiếu đó. Em là một trong những tín đồ về thời trang vô cùng cộm cán trên thế giới. Đúng. Một fashionista. Ừ. Đã gieo rắc nỗi kinh hoàng. À không, đã gieo rắc nhiều cái gọi là trào lưu thời trang cho nước nhà cũng như là nước bạn. Cô ấy sắp đăng ký đi thi Hoa hậu Hoàng vũ thế giới đó. Cái gì vậy? Hoa hậu luôn dạ, à? Chị cái đó hơi quá rồi. Hơi quá. Em có thể gửi đến khán giả truyền hình một câu hát hoặc thậm chí là một bài đánh trống để cho đội bạn, đội đối phương cảm thấy e dè trước em hay không? Đừng gãi đầu rớt đó. Chúng tôi không quảng cáo dầu gội ở đây. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước, biết bên nào trong biết sông nào đục, biết rủi hay mai, một ngày con xuất gia theo chồng. Thấy ghê không? Ngọt lìm ghê không? Mặc đồ rốc mà hát cải lương. Ngọt như mía lùi luôn. Đón xem tập 12 Sàn đấu ca từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.